Phải Di Chi Hoa là con gái của Mạnh Thần Thông, cô còn làm sai chuyện gì chứ? Hồng Nhan phiêu lưu trở thành sát thủ đương thời, không thể tự chủ. Phi Lễ Giật Thị một lúc hồ đồ, tạo ra cả đời tình si. Hay là chúng ta kết bạn đồng hành, cùng nhau buông ba giang hồ vậy? Nếu một ngày nào đó muội biến mất như sao băng, huynh có đi tìm muội không? Hay lắm. Bộ phim truyền hình cổ trang võ hiệp không thể khuất phục phát sóng từ lúc 19 giờ đến 21 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ ngày 17 tháng 7 trên kênh SCTV 9.